sức mới có đây đây ngọt phết đi. Sao mà mua mận này nhỉ? Mận nhà mình có. Ừ, mận nhà mình có. Cắm không ạ? Quay lại gần em này, nhà con này. Nào nào cắm để phải lên nốt tuổi đó. Không, nhưng mà cái này không biết cắm, tức là cái này nó nối vào đây thôi. Không biết gì về không biết gì về hỏi chứ sao nữa, em làm sao mà mình nợ đâu mà ra cái ngủ mẹ luôn á, nó về quê đấy ạ. Quê thẳng quê luôn. Quê đâu? Quê nhà. Nó về Bắc Giang á? À, không biết nó về thẳng nhà đâu đó rồi cơ. Nhà nó tận Vinhome. Bao nhiêu người lắm? Và mới chậm tôi chờ thầy này về cái đoạn thầy chỉ một tí mà người ra ấy. Có gần ở trên mét mét được. Có anh ngồi đây nói gì đứng kia không có. Có. Nhưng mà chú đứng đây nói nghe rất rõ nè. Đó nói ngọng mic đây mà. Lúc máy á, thử bằng cái máy này nghe rất rõ. Nói với anh ra ngoài nghe. Alo. Nghe được. Nghe gì không anh ơi? Nghe tốt, nghe tốt. Thế có cái bệnh nào liên quan đến vaccine COVID-19? Việt là đi có rồi. Không chưa? Bắt đầu nha. Đi có rồi. À, xin chào các bạn. Trung tâm đột quỵ về mai sẽ tiếp tục buổi sơ khoa học thường quy. Cân như các bạn biết đợt này liên quan tới cái vaccine COVID-19 thì rất nhiều các bạn bác sĩ cũng như là những người được tiêm vaccine rất quan tâm đến chuyện là các biến cố về huyết khối sau tiêm vaccine, và một trong những biến cố của tiêm vaccine đấy là huyết khối tiêm cảm. Thì trung tâm đột quỵ ngày mai cùng với các cùng với khoa thần kinh và các hệ thống tim mạch và các một số chuyên ngành khác đã cùng nhau biên soạn một cái protocol về xử lý huyết khối tim mạch não sau tiêm vaccine COVID-19. Và để cái thông tin này đến với nhiều các bạn hơn thì hôm nay tôi xin giới thiệu bác sĩ Phạm Quang Thọ, là bác sĩ điều trị của trung tâm đột quỵ ngày mai, sẽ trao đổi chúng ta một số các thông tin cơ bản về huyết khối tim mạch não liên quan đến vaccine COVID-19. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Thọ vào cả. Cảm ơn anh Phương. Thế thì em xin phép căn đi luôn vào cái nội dung của bài ngày hôm nay, là huyết khối tim mạch não liên quan đến vaccine COVID-19. Nên các về nội dung của bài hôm nay thì sẽ cùng có 3 phần lớn. Thứ nhất là về COVID-19 và về vaccine. Thứ hai là chẩn đoán, và thứ ba là về vấn đề điều trị và theo dõi đối với những bệnh nhân huyết khối tim mạch não liên quan đến vaccine COVID-19. Như anh chị đã biết thì COVID-19 nó là một cái bệnh mới xuất hiện từ năm 2019 đến nay thôi, nhưng nó đã nhanh chóng lan ra toàn cầu và nó đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm đại dịch toàn cầu. Đây là cái thông số ngày 5 tháng 6 vừa rồi, với hơn 173 triệu ca mắc và hơn 3,7 triệu ca tử vong. Và ở thời điểm hiện nay, với cái tốc độ lây lan và cái tốc độ biến chủng của virus này, thì cái khả năng mà chúng ta có thể loại được nó ra khỏi cộng đồng thì có lẽ rất là thấp thôi. Chính vì thế nên vaccine hiện tại trở thành là cái công cụ hữu hiệu nhất để chúng ta làm thế nào để có thể chung sống được với cả COVID-19.
Chính vì cái nguyên nhân đấy thì ngày càng nhiều, rất rất nhiều loại vaccine đang và được nghiên cứu, được ứng dụng ở được sử dụng ở trong y tế. Về vaccine sơ lược về các cái dạng chế bào chế vaccine thì ở đây có một số dạng. Thứ nhất là vaccine sử dụng vector virus. Thứ hai là vaccine sử dụng RNA, sử dụng DNA. Tiếp theo là vaccine sử dụng virus SARS-CoV-2 sống hoặc là sống dạng độc lực. Và dạng thứ tư thì chính là vaccine sử dụng protein tái tổ hợp. Mặc dù là có rất nhiều loại vaccine đang được nghiên cứu, tuy nhiên là ở thời điểm hiện nay thì có bốn loại vaccine mà gần như là nó rất là nổi tiếng. Đấy là Moderna của Mỹ, Pfizer của Mỹ, AstraZeneca và Johnson hay là Johnson & Johnson. Khi mà bốn loại vaccine này được đưa vào sử dụng thì nó đưa đến một số những cái vấn đề mà chúng ta liên quan đến cái biến chứng của việc sử dụng vaccine. Cụ thể là gì? Một cái hay gặp nhất đấy là phản ứng dị ứng nhanh xảy ra với thời gian thông thường là 30 phút đầu sau tiêm, với tần suất gặp là 4,5 ca trên 1 triệu liều tiêm. Đây là một cái thống kê của Mỹ. Về mặt cơ chế hiện tại thì chưa rõ ràng, tuy nhiên là các nhà khoa học thì đang đưa đến, người ta nghĩ nhiều cái cơ chế của nó đấy là thông qua IgM hoặc là thông qua trung gian bổ thể. Và các chị có thể thấy cái thời gian mà nó xuất hiện thường gặp nhất thì là 30 phút. Chính vì vậy nên ở thời điểm hiện tại, khi mà ở bệnh viện Bạch Mai tiến hành tiêm vaccine cho nhân viên và cho người dân thì cái thời gian tối thiểu cần phải theo dõi ở bệnh viện đấy là 30 phút đầu sau tiêm tối thiểu. Có một cái biến chứng nữa mà liên quan trực tiếp đến chủ đề ngày hôm nay và nó đang được cái sự quan tâm rất là lớn của cộng đồng khoa học, của bác sĩ trên toàn thế giới, là các cái biến chứng liên quan đến huyết khối sau tiêm phòng vaccine COVID-19, mà huyết khối tiết niệu nó là một phần trong các cái biến chứng này. Có một điều rất đặc biệt đấy là gì? Cái biến chứng huyết khối này đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ được báo cáo ở cái nhóm bệnh nhân tiêm phòng vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson. Với cái tên gọi đấy là hội chứng huyết khối bệnh huyết khối giảm tiểu cầu liên quan đến vaccine COVID-19, viết tắt là VITT hoặc là TTS. Cái bài báo, các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình ở đây, cái bài báo đầu tiên được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine vào tháng 4 năm 2021, liên quan đến 11 bệnh nhân ở Anh. Đúng không ạ? Thế thì ngày càng có nhiều các cái bài báo cáo, các cái nghiên cứu chỉ ra về dịch tễ học, về đặc điểm và về cơ chế bệnh sinh của cái VITT hay là cái huyết khối giảm tiểu cầu liên quan đến vaccine COVID-19 này. Cụ thể người ta thấy có cái mối liên quan giữa yếu tố 4 tiểu cầu, hay là các chị nhìn nó là PEP 4, liên quan đến cái cơ chế bệnh sinh của bệnh này. Ở đây về mặt cơ chế sinh bệnh học thì các nhà khoa học mới đưa ra nó là giả thuyết. Và cái giả thuyết này thì nó giống với giảm tiểu cầu miễn dịch gây ra bởi heparin hay hepatitis. Tuy nhiên là khác với cả trong trường hợp này, trong VITT thì cái căn nguyên của nó không phải là heparin mà thay vào đó là do virus. Cụ thể đấy là một thành phần của vaccine có thể là virus hoặc là DNA hay là một cái thành phần nào đó mà ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa thể khẳng định được. Kết hợp với P4 hay là yếu tố 4 tiểu cầu thì nó sinh ra một cái kháng nguyên mới, và chính cái kháng nguyên này kích thích cơ thể sản sinh tự kháng thể bản chất là IgG. Và tự kháng thể IgG khi quay ngược trở lại gắn với kháng nguyên P4, nó gây ra ngoại hóa tiểu cầu, gây ra đông máu và dẫn đến hậu quả là gì? Gây ra huyết khối ở nhiều nơi này, gây ra giảm tiểu cầu, gây ra cái bệnh cảnh giống DIC. Ở đây có một hình ảnh để các chị có thể nhìn thấy dễ dàng hơn về cái cơ chế bệnh sinh của VITT đấy là gì. Các chị có thể nhìn thấy cái PEP4 chính là yếu tố 4 tiểu cầu kết hợp với một thành phần của vaccine dẫn đến hình thành một cái kháng nguyên mới, đấy là phức hợp PEP4 kháng vaccine. Và chính cái phức hợp này nó sinh ra, nó kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể IgG. IgG thì sẽ quay ngược trở lại gắn với phức hợp P4 vaccine và hoạt hóa các tế bào tiểu cầu.
dẫn đến giải phóng các cái tiền chất đông máu, các tiền yếu tố đông máu và khởi động quá trình đông máu. Các cái triệu chứng của VITT thì tập trung chủ yếu vào hình thành các cái huyết khối. Các anh chị có thể nhìn thấy ở trên slide, huyết khối có thể xuất hiện ở huyết khối tĩnh mạch não hay xoang tĩnh mạch màng cứng này, huyết khối mạch tạng, thậm chí là huyết khối sâu tĩnh mạch chi dưới hay là huyết khối động mạch phổi, huyết khối tĩnh mạch mắt, nhồi máu não và thậm chí là gây ra huyết khối động mạch chi. Ở đây thì có một cái đặc điểm, đấy là gì ạ? Huyết khối hình thành trong VITT nó là đa cơ quan và ở đa vị trí và ở những cái vị trí nó rất là bất thường. Chính cái đặc điểm này đưa đến cái vấn đề khi mà chúng ta tiếp cận với nhân nghi ngờ VITT, chúng ta cần phải nếu như nghi ngờ bệnh nhân VITT, chúng ta cần phải kiểm tra ở những cái huyết khối ở những cái cơ quan khác. Quay ngược trở lại cái bài báo công bố trên New England Journal of Medicine hồi tháng 4 năm vừa rồi, thì chúng ta có thể thấy ở đây là báo cáo 11 trường hợp bệnh nhân sau tiêm vaccine phòng AstraZeneca. Các anh chị có thể thấy cái hàng đầu tiên là dạng số lượng tiểu cầu của 11 bệnh nhân này thì não chính là CBT. Các anh chị sẽ nhìn thấy CBT là huyết khối tĩnh mạch não thì gặp ở 9 trên 11 bệnh nhân. Có một điều rất đặc biệt nữa, ví dụ như ở bệnh nhân số 1 này thì vừa có huyết khối tĩnh mạch não, lại vừa có cả huyết khối của mạch tạng, vừa có huyết khối động mạch phổi. Hay là như bệnh nhân số 5 chẳng hạn, cũng tương tự như vậy, có huyết khối ở rất rất nhiều nơi. Và chính vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm đến tầm soát khi mà có yếu tố nghi ngờ. Đi vào phần chính của bài ngày hôm nay, đấy là huyết khối tĩnh mạch não liên quan đến vaccine COVID-19. Thì cái hình ở trên bảng, các anh chị thấy cái hệ thống tĩnh mạch não của mình ở trên một bản chụp cộng hưởng từ mạch não, tức gồm có xoang tĩnh mạch thẳng, xoang tĩnh mạch dọc trên này, tĩnh mạch thẳng, tĩnh mạch xoang tĩnh mạch xoang ngang và cái xoang sigma dẫn xuống ở đây là tĩnh mạch cảnh trong. Về tần suất của huyết khối tĩnh mạch não liên quan đến vaccine COVID-19 thì ở Việt Nam hiện tại chưa có thống kê về con số cụ thể. Tuy nhiên ở đây thì tôi sử dụng các cái tỷ lệ của nước ngoài. Về AstraZeneca ở châu Âu đã tiêm được 34 triệu liều thì có 169 ca huyết khối tĩnh mạch não. Đối với vaccine Johnson của Mỹ thì có tỷ lệ là 12,4 ca trên 1 triệu liều tiêm đối với nhóm nữ từ 30 đến 39 tuổi. Cái tỷ lệ này là 9,4 ca trên 1 triệu liều tiêm ở nữ 40 đến 49 tuổi, và ở các cái nhóm nam giới và các cái độ tuổi khác thì nó dao động từ 1,3 đến 4,7 ca trên 1 triệu liều tiêm. Các anh chị có thể chú ý thấy một cái phần rất đặc biệt ở đây là gì ạ? Cái biến cố huyết khối tĩnh mạch não liên quan đến vaccine COVID-19 thì có vẻ như thường gặp hơn ở nữ giới và tuổi trẻ. Vì sao lại có cái này? Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa khẳng định được cái yếu tố nguy cơ, nó có thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi hay không, bởi vì số thứ nhất là số lượng ca bệnh báo cáo thì nó chưa đủ lớn, và thứ hai là gì ạ? Nó liên quan đến cái bias về đối tượng tiêm. Trong giai đoạn đầu thì ở Mỹ và ở các nước châu Âu, người ta tiêm tập trung vào những đối tượng nữ giới trẻ tuổi, các nhân viên y tế. Chính vì thế nên cái số lượng ca bệnh nó gặp nhiều hơn ở nhóm đối tượng này. Để khẳng định được các yếu tố nguy cơ thì có lẽ là chúng ta cần thêm thời gian, cần thêm số lượng các cái ca bệnh thì chúng ta mới có thể khẳng định được. Về sinh lý bệnh của huyết khối tĩnh mạch não, cái này thì bởi vì là triệu chứng huyết khối tĩnh mạch não liên quan COVID thì nó tương tự với các cái bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não nói chung. Chính vì vậy nên là cái cơ chế sinh lý học của nó không thay đổi nhiều. Các anh chị có thể thấy cái vấn đề đầu tiên, khi mà có tắc nghẽn của xoang tĩnh mạch não sẽ dẫn đến là tăng áp lực ở trong xoang tĩnh mạch, gây ra cái tình trạng là gì ạ? Thứ nhất là làm giảm cái tái hấp thu của dịch não tủy, dẫn đến là tăng áp lực nội sọ. Hình ảnh thứ hai ở bên này thì nó là tăng áp lực của tĩnh mạch và áp lực mao mạch,
dẫn đến thứ nhất là giảm tưới máu mao mạch, dẫn đến là thù tế bào, làm tăng áp lực ở mao mạch và tăng áp lực ở xoang mạch, dẫn đến là xuất huyết ở trong nhu mô. Và thứ ba là tổn thương hàng rào máu não, dẫn đến là phù mạch. Chính vì cái cơ chế sinh lý học như này đưa đến các cái triệu chứng của các triệu chứng lâm sàng của huyết khối tuyến đường não, đây là gì ạ? Gộp vào thành ba các hội chứng. Thứ nhất là tăng áp lực nội sọ, thứ hai là các hội chứng thần kinh khu trú, và thứ ba là bệnh lý não, với các triệu chứng bao gồm đau đầu, nôn, rối loạn thị giác, dối thần kinh khu trú, co giật, hôn mê và rối loạn ý thức. Các cái triệu chứng khác chúng ta có thể gặp trong bệnh cảnh của VITT, đấy là gì ạ? Giảm tiểu cầu, tiểu cầu, số lượng tiểu cầu thì dưới 150.000 và thông thường thì nó khoảng từ 10 đến 100 g trên lít. Khi mà số lượng tiểu cầu nó giảm thì nó dẫn đến là xuất huyết. Rồi các cái triệu chứng khác của rối loạn đông máu theo kiểu của VIC. Và như vừa trao đổi với anh chị, bởi vì trong cái hội chứng VITT này thì cái huyết khối hình thành ở nhiều vị trí với các vị trí rất bất thường, nên nếu chúng ta có các cái triệu chứng, có thể có các cái triệu chứng ở cơ quan bị bệnh khác, ví dụ như là huyết khối mạch tạng với đau bụng này, huyết khối mạch chi hay là huyết khối mạch phổi, hoàn toàn có thể xảy ra. Ở đây là một bảng tổng hợp ngắn về các cái triệu chứng lâm sàng có thể gặp của huyết khối tĩnh mạch não và huyết khối tĩnh mạch mạng cứng. Về mặt cận lâm sàng thì chúng ta có thể làm cái gì? Về mặt cận lâm sàng thì từ thấp, từ dễ đến khó, chúng ta có thể tiến hành các xét nghiệm. Thứ nhất, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi này, các xét nghiệm đông máu cơ bản với các thông số về PT, APT kéo dài, TDM tăng và fibrinogen giảm. Chúng ta sử dụng các cái biện pháp chẩn đoán hình ảnh và các cái biện pháp xét nghiệm để tìm cái kháng thể kháng PF4 bằng phương pháp mật độ quang ELISA hay là SRA. Tôi đi cụ thể hơn về cái vấn đề là chẩn đoán hình ảnh thì có nhiều biện pháp chẩn đoán hình ảnh chúng ta có thể sử dụng để trong việc chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não, từ đơn giản phức tạp ví dụ là CT scan, CT scan dựng hình tĩnh mạch não, hay cao cấp hơn chúng ta có thể là từ cộng từ dựng hình tĩnh mạch não với các cái hình ảnh trực, với các cái hình ảnh chúng ta có thể thấy bao gồm hình ảnh trực tiếp gồm có huyết khối ở trong xoang này, dấu hiệu delta trống này, hay là các hình ảnh gián tiếp ví dụ như là chảy máu não ở vùng nông hay là nhồi máu não nhưng không theo vùng cấp máu và động mạch. Trong một số trường hợp mà chúng ta nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch não, lâm sàng rất nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch não, nhưng cộng hưởng từ dựng hình xoang tĩnh mạch không khẳng định được là có huyết khối hay không, thì trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng chụp mạch hay DSA và các hình ảnh chúng ta thấy có thể là gì ạ? Tĩnh mạch vỏ não bị cắt cụt đột ngột này, hay là giãn mạch ở xung quanh này, các cái thoát thuốc chậm hay là dòng máu tĩnh mạch đảo ngược. Ở đây có một số hình ảnh các chị có thể thấy ở trên CT scan, hình A đầu tiên là cái mũi tên đấy, nó là huyết khối của tĩnh mạch vỏ não. Ở hình B thì bao gồm là gì? Huyết khối của xoang thẳng và cái dấu hiệu tam giác ở đằng sau, cái hình tam giác đằng sau đấy. Đây là huyết khối. AB là hình ảnh chụp CT sọ não không thuốc cản quang. Đối với hình C là hình ảnh chụp CT sọ não có thuốc cản quang, thì các chị sẽ thấy có một cái dấu hiệu rất đặc trưng của huyết khối tĩnh mạch não, đây là dương đen các chấm. Với cái chấm bên đen ở trong á, nó là huyết khối và nó bị bao quanh bởi các thuốc cản quang. Các hình ảnh khác có thể gặp ví dụ như là gì ạ? Xuất huyết ở vị trí rất là nông, hay là nhồi máu não mà không theo vùng chi phối của động mạch não. Chẩn đoán hình ảnh là cái biện pháp để chúng ta có thể chẩn đoán xác định trong trường hợp là huyết khối tĩnh mạch não, còn để khẳng định được nó gây ra bởi vaccine COVID-19 thì chúng ta có cái phương pháp xét nghiệm, đấy là để tìm kháng thể kháng PF4 bằng ba cái phương pháp. Thứ nhất là mật độ quang, thứ hai là ELISA và thứ ba là SRA hay là giải phóng serotonin. Ở bệnh viện Bạch Mai hiện tại thì thực ra cũng chỉ mới làm được xét nghiệm về mật độ quang, tức là gì ạ? Hai phương pháp thứ hai, thứ ba thì có lẽ là chúng ta cần phải ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa thể sử dụng hai cái phương pháp đấy. Tuy nhiên cái phương pháp xét nghiệm bằng tìm kháng thể kháng PF4 bằng mật độ quang thì khi kết quả dương tính thì chúng ta mới chỉ có thể khẳng định được nó là khả năng gây ra bởi VITT. Còn nếu kết quả âm tính thì chúng ta không loại trừ được
cái huyết khối này là do vaccine COVID. Ở ngược lại thì flu ELISA hoặc là flu SRA, khi kết quả trả lời dương tính thì chúng ta có thể khẳng định được chẩn đoán xác định, và nếu nó kết quả âm tính thì chúng ta có thể loại trừ cái nguyên nhân là do vaccine COVID 19. Thì trong cái hoàn cảnh kể cả về bệnh may hiện tại chúng ta cũng chưa thể làm được flu ELISA là flu SRA, thì chúng ta cũng chưa loại trừ được, chúng ta chưa thể khẳng định được 100% cái huyết khối tĩnh mạch đấy nó gây ra bởi vaccine COVID 19. Chính vì vậy chúng ta vẫn cần phải làm thêm một số những cái xét nghiệm cần lân là khác để khẳng định chẩn đoán cái huyết khối đấy có phải là do nhiễm khuẩn thần kinh trung ương hay không, hay là do nguyên nhân từ các cái bệnh lý tăng đông. Chúng ta cần phải làm thêm trình não tủy, làm thêm protein ST, AT3 hay là các cái bệnh tự nhiên. Dạ. Thế thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã biết được về vấn đề chứng lâm sàng, về các cái cận lâm sàng có thể tiến hành ở bệnh nhân BITT. Như vậy khi nào thì chúng ta nghi ngờ nếu một bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não do vaccine COVID 19. Cơ bản chất thì huyết khối tĩnh mạch não do COVID 19 nó vẫn là một bệnh cảnh của hội chứng BITT, nên chúng ta sẽ tiếp cận bệnh nhân theo cái hội chứng, theo cái huyết khối giảm tiểu cầu liên quan đến vaccine với bốn chữ đúng như tên gọi của nó. Các anh chị có thể thấy thứ nhất là vaccine, bệnh nhân phải có tiêm vaccine. Thứ hai là khoảng cách từ liều tiêm vaccine đầu tiên đến khi khởi phát triệu chứng, đấy là từ 5 đến 30 ngày. Thứ ba là có các triệu chứng, có các chẩn đoán của huyết khối. Và thứ tư là có triệu chứng giảm tiểu cầu và phát hiện trên xét nghiệm tổng phân tích máu. Ở đây là một cái lưu đồ để tiếp cận chẩn đoán ở trên UpToDate vừa mới được cập nhật. Thì các anh chị khi nghi ngờ bệnh nhân với các cái triệu chứng của huyết khối liên quan đến vaccine, thỏa mãn cả hai tiêu chuẩn, thứ nhất là tiêm vaccine vector adenovirus như là AstraZeneca hay là Johnson & Johnson, và cái thời gian sau tiêm liều đầu tiên từ 5 đến 30 ngày, thì chúng ta nghi ngờ đối với bệnh nhân có VITT. Và ở những bệnh nhân này chúng ta tiến hành các cái xét nghiệm bao gồm tổng huyết của máu ngoại vi này, xét nghiệm bằng cơ bản APT, APTT, fibrinogen và dimer. Chúng ta làm các cái chẩn đoán hình ảnh học về vấn đề huyết khối ở các vị trí như là não hay là ở mạch tạng hay các vị trí như nó ở trên. Nếu trong trường hợp có giảm tiểu cầu và có sự xuất hiện của huyết khối, thì khi đấy chúng ta nghi ngờ, cái độ nghi ngờ của VITT là cao. Chúng ta tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể kháng PF4 và tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Đấy là vấn đề về chẩn đoán. Thế điều trị thì chúng ta sẽ điều trị bệnh nhân như thế nào? Từ tháng 4 vừa rồi thì ADA và ESA của Mỹ đã ban hành một cái guideline về chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch não liên quan đến cái hội chứng VITT này. Các cái vấn đề điều trị được đưa trong hướng dẫn thì bao gồm IVIG, thuốc chống đông và một số những cái biện pháp điều trị khác nữa. Và tổng hợp ở đây, thứ nhất các anh chị có thể nhìn thấy số 1 đây là không sử dụng heparin. Thứ hai là tránh truyền tiểu cầu. Thứ ba là thuốc chống đông được lựa chọn bao gồm các thuốc ức chế trực tiếp yếu tố 10A được uống, ví dụ như rivaroxaban, apixaban, enoxaban. Thứ tư là chúng ta cần hội chẩn với các chuyên gia về học. Thứ năm là làm xét nghiệm hit ELISA, và thứ sáu là IVIG. Về IVIG thì liều là 1 mg/kg truyền tĩnh mạch một lần một ngày và trong 2 ngày liên tiếp. Về thuốc chống đông, ra các cái thuốc chống đông được lựa chọn thì bao gồm là Duox này, hay là các Duox là thuốc chống đông uống, và các cái thuốc chống đông đường tĩnh mạch không phải các ví dụ như Agatroban, Pivalimodin hay là Danaparoid. Chúng ta cũng cần cân nhắc đến cái tính an toàn, cái giá cả và cái nguy cơ chảy máu của việc sử dụng các cái thuốc chống đông này ở trong hoàn cảnh, trong bệnh cảnh của giảm tiểu cầu, thì cái biến chứng chảy máu nó hoàn toàn có thể xảy ra. Cái guideline của ADA 2021 vừa rồi nó người ta đưa ra những cái thông tin bổ sung trong việc sử dụng thuốc chống đông, còn gì ở thời gian dùng thuốc thì không rõ, tuy nhiên người ta khuyến cáo là phải dùng tối 3 tháng sau khi số lượng tiểu cầu về bình thường. Chúng ta chuyển chống đông đường uống sau khi ra viện, chúng ta không dùng kháng đông heparin và chúng ta không dùng kháng đông
ức chế vitamin K. Trong một số trường hợp, ví dụ như là xuất huyết não, thì xuất huyết não nó không phải là chống chỉ định tuyệt đối nếu như xuất huyết não này gây ra bởi huyết khối tĩnh mạch não. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý, nếu như mà xuất huyết não quá lớn chẳng hạn, hôn mê sâu, thì nó cũng cần phải thận trọng. Đối với những bệnh nhân có số lượng tiểu cầu giảm rất là nặng nề, ví dụ là dưới 20 ml/dL hoặc là fibrinogen thấp, thì chúng ta cần phải điều chỉnh cái liều chống đông. Và có một cái nhóm bệnh nhân hồi sức tích cực chẳng hạn, severely ill patient, thì trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng các cái chống đông đường tiêm, bởi ví dụ như là agatoban hay là bivalirudin. Trong trường hợp này chúng ta không có antidote, nhưng cái half-life, cái thời gian bán thải của nó thì rất là ngắn, khoảng 20-30 phút, và sau 1-2 giờ thì cái hiệu quả chống đông của nó có thể là biến mất. Có một cái cách tiếp cận khác theo một cái hướng dẫn của hội huyết học của Anh, được ban hành tháng 4 và được cập nhật vào tháng 5 năm nay. Thế thì người ta tiếp cận theo cái gì ạ? Thứ nhất là theo người ta phân ra mức bệnh nhân có 3 trường hợp, thế là possible, tức là có khả năng, probable là nhiều khả năng, và confirm là được chẩn đoán xác định VID. Thế thì khi một bệnh nhân có huyết khối cấp tính và khởi phát trong vòng 28 ngày kể từ khi tiêm vaccine liều đầu tiên, thì chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm về tổng phân tích về tế bào máu ngoại vi, chúng ta xét nghiệm D-dimer, PTA, PTT. Trong trường hợp D-dimer trên 2000, trên 4000 nhé, nhưng mà trong trường hợp là 2000, 4000 microgram trên lít thì chúng ta cũng nên cân nhắc đến việc điều trị. Thì chúng ta sẽ tiến hành thứ nhất là xét nghiệm ELISA để tìm kháng thể kháng PF4, và song song với đó là chúng ta tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Nếu như kết quả ELISA hoặc là kết quả sqRA trả về là dương tính thì chúng ta tiếp tục cái quá trình điều trị. Điều trị bao gồm những cái gì? Nó tương tự như ARA, thì đầu tiên là IVIG liều 1mg/kg truyền tính mạch một lần một ngày trong 2 ngày liên tiếp. Chúng ta tránh truyền tiểu cầu trừ trường hợp gì? Trừ trường hợp xuất huyết não hoặc là cần phẫu thuật thần kinh mà có số lượng tiểu cầu dưới 100.000, hoặc là chảy máu và tiểu cầu dưới 50.000 thì chúng ta cân nhắc việc truyền tiểu cầu. Chúng ta duy trì fibrinogen trên 1,5 bằng cách truyền cryo. Khi mà đạt được hai tiêu chuẩn, đấy là tiểu cầu trên 30 ml/dL và fibrinogen trên 1,5, thì chúng ta có thể xem xét để được sử dụng, bắt đầu sử dụng chống đông non-heparin. Nếu như trong trường hợp cần phải sử dụng chống đông trước khi đạt được cái điều kiện này, thì chúng ta cũng cân nhắc sử dụng agatoban tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch liên tục với liều thấp. Trước khi sử dụng liều thấp, và tương tự như vậy thì chúng ta không dùng heparin ở trong VNDT. Về mặt các điều trị khác ở đây thì chúng ta có thể xem xét ví dụ như là gì ạ? Corticoid khi tiểu cầu dưới 50 ml/lít. Tuy nhiên là cái bằng chứng của nó thì cũng chưa có chưa có nhiều bằng chứng, các cái thống kê về hiệu quả. Chúng ta cũng có thể cân nhắc đến việc thay huyết tương và can thiệp lấy huyết khối đường tĩnh mạch. Về cái vấn đề thứ ba, đấy là can thiệp lấy huyết khối đường tĩnh mạch, thì ở thời điểm hiện tại nó vẫn thiếu bằng chứng, nó chưa được đưa vào khuyến cáo chính thức, nó mới chỉ là các cái báo cáo lâm sàng, các báo cáo cây bệnh và các cái báo cáo chùm ca bệnh. Tuy nhiên chúng ta có thể xem xét đến việc lấy huyết khối, can thiệp lấy huyết khối đường tĩnh mạch khi trong trường hợp bệnh nhân không dùng được chống đông. Cái này thì sẽ được cần phải hội chẩn đối với các bác sĩ về mặt đột quỵ, về điện quang và thậm chí là cả huyết học. Cái quá trình sử dụng, trong cái quá trình điều trị đối với bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não liên quan đến vaccine COVID-19 ở trong bệnh viện thì chúng ta phải theo dõi như thế nào? Về khi bệnh nhân nằm viện thì chúng ta sẽ theo dõi về mặt lâm sàng và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi hàng ngày. Khi mà số lượng tiểu cầu trên 50.000 và tăng trong 2 ngày liên tiếp, chúng ta đã chuyển được thuốc chống đông sang đường uống và không có huyết khối mới, không có chảy máu trong 2 ngày, và chúng ta có kế hoạch theo dõi, thì khi đấy chúng ta có thể xem xét việc cho bệnh nhân ra viện. Sau khi bệnh nhân xuất viện thì chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi về lâm sàng, xét nghiệm, theo dõi về mặt xét nghiệm. Tuy nhiên cái thời gian có thể kéo dài hơn, 1 tuần 2 lần hoặc là ở 1 tuần 1 lần, và chúng ta kéo dài dần nhé. Được, cảm ơn kênh.
Đó, bác sĩ Thọ, đó cũng một buổi bài chia sẻ những bài overview về cái bệnh cảnh não liên quan đến tiêm vaccine COVID. Thì các bạn biết này, trong thời đại dịch như ngày nay thì con cộng đồng ta muốn chung sống với lại dịch bệnh mới, thì chúng ta đặc biệt là một virus, và tại thực tế là con virus COVID-19 này thì chúng ta cần phải có vaccine, và phải số lượng người cộng đồng được tiêm vaccine tối thiểu 60-70% thì chúng ta mới có miễn dịch cộng đồng. Như vậy nên là khi mà sử dụng loại tiêm vaccine chắc chắn là sẽ có những trường hợp mà sẽ có những biến cố có thể xảy ra, như phản vệ dị ứng chúng ta cũng đã gặp rồi. Và hiện tại thì những cái chủ đề đó liên quan đến gì, đó là cái khối tinh hình não liên quan đến tiêm vaccine COVID thì nghe còn khó là không được rồi. Tôi hồi khi nếu như mọi người có câu hỏi nào xin mời cứ đặt câu hỏi trên chat ạ, để bác sĩ Thọ có thể trả lời. Thôi nếu mà bây giờ nhé, nếu mà giả sử một trường hợp sau khi vaccine vào thì đối với trong bệnh mai này thì tiếp cận như thế nào? Thực tế tức là nếu mà theo guideline thì cần phải làm ELISA, là cần phải làm các xét nghiệm đặc biệt kia. Tại vì giả sử như là đối với bệnh viện Bạch Mai này có phải làm những cái xét nghiệm gì và cách tiếp cận, cách xử trí như thế nào? Thì như em vừa trình bày vừa rồi ấy, bệnh nhân sau tiêm vaccine mà chúng ta nghi ngờ đến hội chứng VIT, nghi ngờ hội chứng VIT nghĩa là gì ạ? Hay là nghi ngờ đến hội chứng bệnh não thì thứ nhất là phải có tiêm vaccine, và thời gian từ khi tiêm vaccine đến khởi phát triệu chứng là trong khoảng 5-30 ngày. Có các triệu chứng của huyết khối tinh mạch não như đau đầu hay là nhìn mờ, các cái triệu chứng của nghi ngờ huyết khối tinh mạch não thì chúng ta sẽ tiến hành cơ bản đầu tiên thì là về công thức máu, về đông máu cơ bản có DDMA, có fibrinogen, đấy hoàn toàn là những cái chúng ta có thể tiến hành được. Cùng với đó thì chúng ta sẽ tiến hành cho bệnh nhân đi chụp phim ở bệnh viện Bạch Mai thì hoàn toàn có thể tiến hành chụp các lớp vi tính mạch máu, tổng từ có dựng hình xoang tĩnh mạch để xác định xem là có huyết khối xoang tĩnh mạch hay không. Nếu kết quả trả về số lượng tiểu cầu giảm, DDMA tăng, fibrinogen giảm, PTA/PTT tăng và có huyết khối tĩnh mạch não thì trong trường hợp đấy chúng ta là có khả năng bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch gây ra bởi liên quan đến tiêm vaccine COVID-19 mà chúng ta có thể bắt đầu tiến hành điều trị cho bệnh nhân luôn. Trong hoàn cảnh của bệnh viện Bạch Mai là chúng ta không thể tiến hành không làm được xét nghiệm HIT ELISA và SRA, thế thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục tiến hành điều trị cho bệnh nhân theo đủ cái phác đồ. Xin cảm ơn các bạn. Ví dụ như là cách sang tôi là 20 này, rồi thì Radasa sẽ là 150 hai lần một ngày, Avisabang thì có thể là 5 × 2 lần một ngày. Tuy nhiên các anh chị cũng cần phải chú ý đến cái chức năng gan, chức năng thận để chúng ta hiệu chỉnh liều. Có một số chứng chỉ định, ví dụ như là khi mức độ cầu thận dưới 30 chẳng hạn, thì trong trường hợp đấy thì Duac nó bị chống chỉ định. Chống chỉ định thì sẽ chuyển sang dùng đường tiêm thôi. Đường tiêm ở Việt Nam thì theo em biết hiện tại thì cũng không có cái đường tiêm. Thế thì nó là một cái cách thức của chúng ta mà nó đưa ra, nó đề cập đến cái vấn đề là gì ạ?
chúng ta cần phải can thiệp lấy huyết khối đường tĩnh mạch hay không, và chúng ta có sử dụng VK không trong trường hợp mà không còn cái gì khác. Tuy nhiên VK thì nó cần thời gian để có thể bắt đầu khởi phát tác dụng của nó, ít nhất là cần 2 đến 3 ngày. Thế trong thời gian 2 đến 3 ngày đấy thì cái quá trình tăng đông, cái quá trình hình thành huyết khối nó hoàn toàn có thể tiếp tục diễn tiến, tiếp tục tiến triển. Có bác sĩ học học hỏi Phạm một câu này, cho em hỏi liều IVIG 1mg trên 1 cân là như thế nào thì em thấy liều khuyến cáo trong điều trị COVID là 0,2 đến 0,5 gram 1 cân, 1 cân nặng, và liều thông thường khuyến cáo khác là 200 đến 400mg trên 1 cân nặng. Cảm ơn. Tức là nó là 1g trên kg. 1g trên kg nó không phải là 1mg. Vậy là có một chút sự nhầm lẫn đúng không? Là liều trong IV trong điều trị PIPT nó là 1g trên kg. 2 ngày liên tiếp. Bác sĩ Hương Nguyễn có hỏi là sau khi tiêm vaccine có cần dùng thuốc gì không? Xin cảm ơn. Chắc ý bác sĩ Hương đây là có sau khi tiêm vaccine có cần dùng thuốc gì để dự phòng huyết khối nên tĩnh mạch não liên quan đến tiêm vaccine COVID đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại thì không có hướng dẫn nào về việc là chúng ta cần phải dự phòng các cái biến chứng của nó hay không, không có cái khuyến cáo như vậy. Bác sĩ Hương. Các bạn đặt câu hỏi đi ạ. Hôm nay báo cáo viên họ chuẩn bị rất là kỹ nên là các bạn đặt câu hỏi càng khó càng tốt. Các thầy bạn iPhone hỏi này, các thầy cho em hỏi đã có báo cáo nào về tình trạng biến chứng gây ra tình trạng suy giảm trí tuệ cấp sau tiêm vaccine không ạ? Cái câu hỏi này là mới này, chúng tôi cũng thực sự cũng chưa đọc được cái bài báo nào, được chắc là phải nợ bà iPhone này luôn là nghiên cứu tiếp tình trạng suy giảm trí tuệ sau tiêm vaccine. Cái này là chúng tôi xin cảm ơn cái câu hỏi búa này và chúng tôi sẽ tìm được tài liệu và sau đấy sẽ trả lời các bác sĩ sau. Giảm suy trí tuệ cấp chắc là ở thời điểm hiện tại thì chưa tìm được, chúng tôi chưa tìm được báo cáo nào liên quan đến các ca bệnh mà sa sút trí tuệ, suy giảm trí tuệ sau tiêm vaccine cả. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 ngày sau tiêm, nếu người tiêm có đau đầu, mệt nhiều thì có cần làm xét nghiệm kiểm tra không? Các anh chị sẽ thấy chú ý có một điều nhé. Đấy là gì ạ? Cái cơ chế bệnh sinh của huyết khối tĩnh mạch hay là VITT sau tiêm vaccine nó cần sự hình thành của IgG, và để hình thành được cái kháng thể miễn dịch này nó cần thời gian khoảng 5 ngày. Chính vì vậy trước cái thời gian 5 ngày thì gần như là chúng ta không có cái bệnh cảnh liên quan đến tiêm vaccine, chúng ta cần phải tìm các cái nguyên nhân khác. Vâng, thì nó tóm lại là trong 5 ngày đầu thì sẽ hiện đại là chưa tìm được trường hợp đơn hàng nào nó xuất hiện đấy đúng không? Tức cố tính mình là không liên quan đến IVD mà thường nó sẽ từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 30. Ngày thứ 30. Từ 5 đến 30 ngày sau. Các bạn có câu hỏi nào nữa không ạ? Hỏi đi ạ. Cho em hỏi diễn biến lâm sàng và điều trị cụ thể nào chúng ta sẽ chỉ định thay huyết tương, có nghĩa là thay huyết tương IVIG. Bởi vì
các bạn có thấy là cái bệnh cảnh của VNPT nó liên quan đến tự kháng thể, cái kháng thể tự miễn. Chính vì vậy người ta đang sử dụng các thuốc để ức chế miễn dịch như IgG này hay là corticoid, và người ta đề xuất đến một cái biện pháp đấy là thay huyết tương. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa đủ các cái bằng chứng, chưa đủ thậm chí là trong khuyến cáo ấy, người ta cũng chưa đưa ra cái chỉ định khi nào thì chúng ta thay huyết tương. Chúng ta có thể cân nhắc ở những bệnh nhân quá nặng này rồi thì không dùng được chống đông hay là tiểu kiểu như vậy khi chúng ta không có cái bằng chứng nào cả. Đây là câu hỏi bạn Nguyễn Minh Anh, bạn ấy đến từ Bình An, ở Hải Dương. Em đã gặp một bác sĩ có tiền sử khỏe mạnh, sau tiêm một tuần bác sĩ xuất hiện tình trạng sa sút trí tuệ nặng. Bệnh nhân đã được chuyển lên khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai nhưng không tìm được nguyên nhân. Còn cảm ơn bạn iPhone. Thì câu hỏi về diễn biến bệnh nhân này thì chúng tôi sẽ cử cho bác sĩ Hiếu ở trung tâm chúng tôi là bác sĩ đầu ngành về sa sút trí tuệ. Bác sĩ sẽ nghiên cứu về bên mạng bệnh nhân sa sút trí tuệ sau tiêm vaccine này. Bác sĩ có câu trả lời sẽ trả lời cho bác sĩ. Bạn này không biết tên là gì nhưng cần nick tên là Hiếu. Hiếu nha. Bạn mà iPhone có thể cho thêm thông tin. À, anh Thịnh nhà, anh Thịnh này rất là ok. Thì anh có thể liên hệ với em bác sĩ Dũng để cho em thông tin cụ thể của bệnh nhân để em sẽ tìm hiểu lại bệnh nhân đó nhé. Các bác hỏi đi ạ, bác sĩ Thọ là máu lắm ạ. Từ câu hỏi từ bác sĩ Hà Thủy, xin hỏi trường hợp có giảm tiểu cầu khi mang thai, tiểu cầu là 100.000, không có chảy máu khi sinh, hiện tại tiểu cầu bình thường, không có triệu chứng lâm sàng xuất huyết, trường hợp này có ngại gì khi tiêm vaccine Astra không ạ? Xin cảm ơn. Cái trường hợp này thì nó không thuộc cái chống chỉ định, không phải là chống chỉ định của tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế đâu. Tuy nhiên là khi mà mang thai mà giảm tiểu cầu như thế thì bạn phải tìm ra có nguyên nhân gì hay không. Do hay là heo hay là do cái tanh hay là cái gì đấy đặc biệt. Còn ở thời điểm hiện tại nếu như số lượng tiểu cầu bình thường rồi thì nó không phải là chống chỉ định. Các bác sĩ hỏi tiếp nhé. Bạn bác sĩ Phu Trúc, sau khi tiêm vaccine thì cần hướng dẫn bệnh nhân chú ý triệu chứng gì cần chú ý nhất để phát hiện sớm huyết khối, triệu chứng gì để chú ý huyết khối. Thế thì cái này nó tùy từng cái bệnh cảnh khác nhau. Ví dụ huyết khối tiết dịch não thì nó có những cái triệu chứng như đau đầu này, nôn, nhìn mờ này, hay là huyết khối mạch chi thì có thể là phù chân này, tức là nó liên quan đến cái vị trí huyết khối của mình, nó sẽ liên quan đến cái vị trí huyết khối ở đâu. Chúng ta nếu nghi ngờ liên quan đến vaccine COVID-19, nếu như thời gian từ 5 đến 30 ngày thì chúng ta có thể đến bệnh viện để kiểm tra. Còn nếu trả lời là khi nào nghi ngờ thì nó rất là rộng. Câu hỏi tiếp theo từ bác sĩ Minh Anh, câu hỏi rất là khó.
cho em hỏi xét nghiệm chẩn đoán hit antibody và hit IgG ở bạch mai có ý nghĩa như thế nào trong chẩn đoán mức độ BIDT? Mức độ của BIDT ở điểm hiện tại như những cái mà em đặt ấy, thì nó không có mức độ, mà nó chia ra ba nhóm, đấy là gì ạ? Possible, probable và confirm. Thế thì với cái chẩn đoán hit của bệnh viện Bạch Mai ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có thể đưa đến cái cao nhất là probable thôi. Tuy nhiên khi mà đã có probable, tức là khả năng cao, thì nó vẫn tiến hành điều trị như bình thường. Còn chúng ta không thể khẳng định được nó là do BIDT hay là không. Có một vấn đề nữa là gì, như đã trình bày trong cái bài này á, thì khi mà xét nghiệm hít ELISA mật độ quang, làm xét nghiệm hít mật độ quang như ở Bạch Mai, thì nếu nó dương tính thì nó cho chúng ta khả năng cao, còn nếu nó âm tính thì chúng ta cũng không loại trừ được huyết khối liên quan đến vaccine. Còn về mức độ bệnh thì nó không đề cập đến. Sợ mức độ bệnh ra như là lâm sàng nhiều hơn. Thì ý bác sĩ nghe là chính là mức độ possible. Mục chat. Chúng ta có thể thấy là cái việc tỷ lệ anh đang nói bệnh nhân mà bị huyết khối biến chứng huyết khối này thì hiện tại Việt Nam nhưng chưa ghi nhận, đúng không ạ? Và chúng ta hiện tiêm vaccine và tương đối số lượng người, chúng ta đã gặp những tình huống là nhóm bệnh nhân phản vệ, nhóm bệnh nhân bị dị ứng rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mà biến cố liên quan đến huyết khối sau tiêm vaccine đặc biệt. Vậy thì tất cả những kiến thức của đây chúng tôi đều là tìm hiểu qua những bằng chứng về các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí thế giới thôi. Và sau khi chúng tôi review chia sẻ lại với bạn hôm nay thì đây là những kiến thức mà chúng tôi đã update và cập nhật được mới nhất. Thì xin chia sẻ với các quý đồng nghiệp. Nếu như các quý đồng nghiệp mà không có câu hỏi gì thêm thì tôi xin kết thúc cái buổi sinh hoạt vào ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của quý đồng nghiệp.